Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là mặt máy second hand hay còn gọi là mặt máy bãi của Ford Mondeo 2.0 2004. Với cái dòng sản phẩm này thì anh em lưu ý là cái đời này thì nó sẽ có một là chúng ta hay thường gọi là nhông đấy ạ. Thì với cái đời dòng xe này thì là hai nhông nó bằng nhau. Đây là mặt máy bãi, mặt máy đầy đủ đây anh em nhé. Đấy anh em nhìn này. Do là chuyển đi đâm ra là bên em đã kiểm tra rất là cẩn thận rồi này. Đó. Đây anh em nhìn máy bãi nhá. Chất chưa? Đó. Tất cả các thông số này. Đó. Đây nhá. Xin cầu cho anh em nhìn này. Đấy. Không hề bị sứt mẻ mà chỉnh chỉ luôn đó. Đấy. À, vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái mặt máy bãi của xe Ford Mondeo 2.0 2004. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0856727222, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tâm Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.